Sau mỗi một tình huống xử lý của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, chúng ta đều được nhận sự cổ vũ của các cổ động viên. Rất tốt, Quang Hải, Công Phước. Quả đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Và đây mới thực sự là một cơ hội tốt hơn dành cho đội bóng của chúng ta. Đội bạn hiểu đội tuyển của chúng ta có những cầu thủ xuất phạt tốt nên đã có phản ứng sau quyết định thổi phạt của ông Ahmed Ancap. Và phản ứng đó đã khiến cho họ phải nhận một thẻ vàng. Thẻ vàng có lẽ thuộc về trung vệ mang áo số 4 An Radei. Nhưng quan trọng hơn là chúng ta đang đứng trước một cơ hội. Và có thể Quang là Hải tốt nhất đứng trước bóng rồi. Từ đầu trận đến giờ. Lại là Công Phượng bị phạm lỗi. Giống như trận chung kết U23 châu Á gặp Uzbekistan. Và có thể lại là Quang Hải đá phạt. Phút thứ 38 của trận đấu. Đội bạn có tới 2 cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng và sẽ vắng mặt ở vòng 1/8 nếu Yemen giành quyền đi tiếp. Xuân Trường, Quang Hải đều đang đứng trước quả đá phạt. Những hình ảnh gợi nhớ lại trận chung kết U23 châu Á. Dù đây là một quả đá phạt trách nhiều sang bên phía cánh phải. Và cũng ở khá xa khung thành đối phương. Anh bung lên và tỏa sáng với một cú đá không thể cản phá lập tung lưới của Yemen. Không phải là cầu vồng trong tuyết, nhưng tác phẩm này cũng là một đường cong mỹ miều và nó xứng đáng nhận điểm 10. Một siêu phẩm của Asian Cup 2019. Vẫn là trọng tài Ahmed Ancap, vẫn là một tình huống mà Công Phượng bị phạm lỗi, vẫn là một khoảnh khắc mà Xuân Trường và Quang Hải đứng trước phạt đá phạt. Và phần còn lại là lịch sử. Đó là điều mà chúng ta đã phải chờ đợi quá lâu. Trong suốt 38 phút đằng đẵng trong sự chờ đợi, thời gian trôi đi nặng nề. Nhưng Quang Hải đã thay đổi tất cả. Một thế trận không hề dễ dàng trước lối chơi chắc chắn của đội tuyển Yemen. Nhưng chúng ta đã biết cách phá vỡ sự bế tắc đó bằng một sự tỏa sáng cá nhân của một ngôi sao ở một thời khắc cực kỳ quan trọng. Đội bóng của chúng ta bây giờ đã có lưng vốn. Bàn thắng rất quan trọng. Hy vọng rằng bàn thắng đó sẽ giúp cho chúng ta có được sự hưng phấn. Bàn thắng đó cũng là lý do có thể khiến Yemen buộc phải đẩy cao đội hình lên. Và khi đó thì thời cơ cho những cầu thủ tấn công của chúng ta cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn. Nữ Xuân Trường, Hùng Dũng. Thêm một lỗi nữa từ phía đội tuyển Yemen. Ban huấn luyện đang muốn các học trò của mình thi đấu với một lối chơi đơn giản nhanh. Chuyền bóng ít chạm và chạy chỗ để phối hợp trong hoang. Đó cũng là cách mà chúng ta có thể phá vỡ một hệ thống cầu thủ phòng ngự số đông của đội bạn và rất tích cực đeo bám. Tình huống lên bóng nhanh của Yemen nhưng
đó là Đoàn Văn Hậu, và đó là một chốt chặn mà chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng. Rất bình tĩnh trong việc ngăn cản pha lấy bóng nhanh của đối phương. Và khi mà Đoàn Văn Hậu phải tham gia vào một điểm nóng thì Hồng Duy có thể chám vào vị trí của cầu thủ này. Đó là sự linh hoạt khi ông Park Hang-seo cùng lúc sử dụng cả Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Phong Hồng Duy. Bùi Tiến Dũng rất tốt. Yêu cầu của ban huấn luyện đã được cao thủ thực thi ngay lập tức với một tình huống ít chạm và những pha di chuyển không bóng nhanh. Phan Văn Đức, Hồng Duy, Hồng Duy, tại sao lại không thực hiện một cú đá ngay? Xuân Trương, Xuân Trương đang có sự ứng phấn anh Khắc Cường ạ, và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Những yêu cầu rất đúng lúc và kịp thời từ phía ban huấn luyện. Nếu như đây là một cú dứt điểm ngay của Nguyễn Phong Hồng Duy sau cú đánh gót của Phan Văn Đức, có thể đã có một điều kỳ diệu xảy ra. Chúng ta cùng theo dõi lại pha phối hợp rất hay. Tất cả đều đã có cơ hội ở trong tình huống vừa rồi. Và đúng là bàn thắng của Quang Hải đã mang tính chất giải tỏa rất lớn. Một thế trận mà đội bóng của chúng ta đang nắm ưu thế hoàn toàn ở trên sân. Và những pha phối hợp đã trở nên mạch lạc hơn sau khi Quang Hải thực hiện một tình huống sút phạt ngoạn mục vào lưới của Yemen. Lương Xuân Trường, Quang Hải hoạt động rất rộng. Và đó là khi mà các cầu thủ ở phía dưới có thể chuyền một đường bóng nhanh lên phía trên khi Quang Hải đã lùi sau. Bởi ở phía trên thì vẫn còn những cầu thủ có khả năng chạy chỗ tốt là Phan Văn Đức và Nguyễn Công Phượng. Quang Hải sẽ kéo nhiều cầu thủ của Yemen bám theo anh. Còn đây là tình huống mà Quang Hải đã làm tất cả phải sao xuyến với một cú đá mà pha bay người cũng rất đẹp mắt của thủ thành Yemen, chỉ là càng làm tô điểm cho bàn thắng đó mà thôi. Một bàn thắng đã làm nên thương hiệu của Quang Hải. Một phong cách đá phạt không thể lẫn vào ai. Nguyễn Công Hải, Hùng Dũng, phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên, và chúng ta vẫn đang dẫn trước với bàn thắng quý giá của Quang Hải. Và xoay sở tuyệt vời của cầu thủ báo số 16, đường chuyền của Quang Hải. Ông Park Hang-seo rất thích những cách đá như chúng ta vừa triển khai. Các tiền vệ thả những quả bóng vào giữa hai trung vệ của đối phương và một tiền đạo sẵn sàng áp sát. Đặc biệt là trong những trận đấu với các đối thủ là những cầu thủ phòng ngự có chiều cao tốt nhưng vụng về trong việc xoay sở. Thời điểm 2 phút đã bù giờ và ban huấn luyện đang yêu cầu các học trò tập trung. Cơ hội để phản công. Xuân Trương, Công Phượng. Các cầu thủ ở tuyến trên đang đá một chạm. Trọng Hoàng, Đặng Văn Lâm, chính xác.
Quả đúng đây là một thời gian không còn nhiều của hiệp đấu đầu tiên, nhưng cần rất nhiều sự tập trung khi mà những trận đấu đội tuyển Việt Nam từng trải qua đã từng khiến chúng ta phải đối diện với những bàn thua. Và một bàn thắng khi hiệp đấu này kết thúc sẽ là cơ sở rất tốt để huấn luyện viên Park Hang-seo triển khai những ý tưởng cho hiệp đấu thứ hai. Trong một trận đấu mà nếu chúng ta thắng với một chiến thắng đậm thì cơ hội vào vòng 1/8 của chúng ta còn rộng mở lớn hơn. Cú dứt gót tiếp theo của Phan Văn Đức. Hồng Duy. Cú đẩy bóng cuối cùng lại hơi lập bập. Nếu như đó là một pha xử lý gọn hơn, có thể Hồng Duy đã có cơ hội để dứt điểm chân trái sở trường. Hồng Duy và Phan Văn Đức đang gặp nhau từ những cú dứt gót như vậy. Những cú dứt gót làm vặn lưng hàng phòng ngự của đội tuyển Yemen. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trọng tài Ancap đã vang lên. Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số là 1-0 nhờ giây phút tỏa sáng của Quang Hải với một cú đá phạt tuyệt vời để mang đến lợi thế dẫn trước dành cho đội tuyển Việt Nam. Một bàn là một số vốn quan trọng mà chúng ta đã có được sau 45 phút vừa qua của trận đấu trước đội tuyển Yemen. Ta cùng quay trở lại với sân vận động Haja Bin Zayed ở thành phố An Lai của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất để theo dõi hiệp đấu thứ hai, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Yemen trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng vào đấu bảng của bảng D Asian Cup 2019. Hiệp đấu thứ hai vừa bắt đầu và trong hiệp đấu thứ hai, đội tuyển Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải màn ảnh của chúng ta. Tỷ số hiện tại là 1-0, nghiêng về đội tuyển Việt Nam với bàn thắng của Quang Hải. Và như ở hiệp 1 thì cho đến thời điểm này hàng phòng ngự của chúng ta vẫn đang chơi an toàn. Có vẻ như là Yemen muốn tăng tốc ngay khi hiệp 2 bắt đầu. Đó là một thách thức với hàng phòng ngự của chúng ta. Nhưng nếu vượt qua những thách thức như vậy thì thời cơ cũng sẽ đến. Khi mà hệ thống phòng ngự số đông của Yemen đã được họ duy trì trong phần lớn thời gian của hiệp 1 sẽ không xuất hiện ở hiệp đấu thứ hai. Cầu thủ vừa phá bóng lên là Bùi Tiến Dũng. Quả ném biên dành cho đội tuyển Việt Nam. Sự chắc chắn ở hàng phòng ngự là điều rất quan trọng. Và chúng ta đã đảm bảo được sự an toàn đó trước khi có bàn thắng của Quang Hải. Công Phượng đang di chuyển và gây áp lực. Quả ném biên cho đội bóng của chúng ta. Một thông điệp mà chúng ta có thể nghe thấy từ ban huấn luyện: quay trở lại 3-4-3. Và bản thân ông Park cũng đã ra dấu ba ngón tay để chỉ đạo các học trò của mình. Hùng Dũng, Tiến Dũng. Quang Hải, chính xác, Phan Văn Đức. Một tình huống phối hợp hết như ở trận đấu gặp Campuchia, khi mà Phan Văn Đức đã có một quả xoay người và làm túc lưới của Campuchia. Trong hiệp đấu thứ nhất thì đã có hai cầu thủ Yemen phải nhận thẻ vàng. Đó là Andrade mang áo số 4 và Al-Matari mang áo số 11. Nhìn chung lối đá của Yemen là một lối chơi áp sát và khá rắn. Và đó là một lối chơi có thể khiến cho không chỉ hai mà nhiều những vị trí trên sân của họ có thể phải lĩnh thêm những chiếc thẻ. Và thực tế thì tại Asian Cup 2019 này những thẻ phạt
không chỉ có ý nghĩa tới việc mỗi đội bóng có thể vắng những cầu thủ của mình mà còn ảnh hưởng tới cả việc xếp hạng. Cũng giống như World Cup năm 2018, chỉ số fair play được áp dụng. Và khi hiệu số bàn thắng bại hay tổng số bàn thắng của hai đội bằng nhau thì yếu tố thứ ba sẽ được tính tới để xếp hạng, đó chính là chỉ số fair play. Lúc này thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã phải nhận 4 thẻ vàng. Và trong cuộc cạnh tranh với những đội đang đứng ở các vị trí thứ ba thì Liban đang là đội thất thế nhất khi đã nhận 5 thẻ vàng. Kyrgyzstan sau trận thắng trước Philippines cũng đã phải nhận 5 thẻ vàng. Nhưng hiện tại thì hiệu số bàn thắng bại của Kyrgyzstan đang tốt hơn chúng ta. Phan Văn Đức, Quang Hải cú mở bóng nhanh sang bên phía cánh phải. Trọng Hoàng, Cao Phượng. Phan Văn Đức đang di chuyển và Trọng Hoàng cũng đang di chuyển. Đường chuyền của Cao Phượng rất cố gắng nhưng Phan Văn Đức không thể chạm được vào bóng trong tình huống vừa rồi. Đó là một tình huống rất nhịp nhàng từ bên phần sân nhà cho đến ở phía trên. Công Phượng rất mạnh với những tình huống hoạt động ở một phạm vi rộng như vậy. Và khi có khoảng không gian thì anh có thể có được những tình huống khiến đối phương không thể theo kịp. Hồng Duy. Bùi Tiến Dũng đã kịp thời can thiệp, nhưng nguy cơ vẫn còn đó. Sự tập trung xuyên suốt toàn bộ trận đấu là điều rất quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam vào lúc này. Đây là Almatari. Bóng đi đúng vào vị trí của Đặng Văn Lâm sau cú đánh đầu của Ansasi. Ansasi là cầu thủ kinh nghiệm bậc nhất của Yemen và đang giữ kỷ lục về số lần phá đội tuyển quốc gia, 87 trận, và trận này là trận thứ 88. Nhưng đúng là những chỉ đạo của ban huấn luyện là cần thiết khi chúng ta cần phải duy trì được sự tập trung. Hùng Dũng, cú chạm bóng của Công Phượng. Phạm Văn Đức, hợp lý. Quang Hải, Phạm Văn Đức, Công Phượng. Luôn có hai cầu thủ băng vào để ngăn cản những cầu thủ tấn công của đội tuyển Việt Nam. Vẫn là cầu thủ chúng ta có bóng. Rất tốt, Công Phượng. Mỗi khi Công Phượng có bóng thì đối phương lăn xả và thường là họ sẽ có được một tình huống ngăn chặn thành công. Cả Công Phượng và Hồng Duy nữa sẽ cần phải nhanh hơn ở trong những tình huống như vậy. Một tình huống mà trung vệ của đội bạn là Hamsan đã cố tình phạm lỗi với Công Phượng, nhưng người bị đau lại chính là anh. Và Hamsan có thể cũng sẽ phải rời sân khi mà đội trưởng của đội tuyển Yemen đã ra dấu là cần phải có một sự hỗ trợ của các nhân viên y tế. Tiến Linh sẽ vào sân và khá thú vị khi mà người nhường vị trí cho Tiến Linh là Xuân Trường. Điều đó có nghĩa là Quang Hải sẽ trở lại đá thế vào vị trí của Xuân Trường và Tiến Linh sẽ là tiền đạo cắm. Bây giờ thì bộ đôi tiền vệ trung tâm của chúng ta sẽ là Hùng Dũng và Quang Hải. Công Phượng sẽ đá lệch sang biên
và Tiến Linh sẽ đá cao nhất trên hàng công. Những cơ hội như trước đó với đường truyền của Công Phượng vào trong cho Phan Văn Đức chưa được chúng ta tận dụng. Và ông Pangser có thể đã nhìn thấy những người có thể kết thúc tốt những tình huống như vậy là những tiền đạo cắm như Tiến Linh. Quế Ngọc Hải, tốc độ của Quang Hải, và đó luôn là những tình huống xử lý khôn ngoan. Rất hợp lý, Hồng Duy, Trọng Hoàng, Trọng Hoàng, Công Phượng, cú đá rất nhanh, vẫn còn Hùng Dũng, thêm cú dứt điểm nữa. Những sự thay đổi của huấn luyện viên Park Hang-seo cho thấy là huấn luyện viên của chúng ta muốn đội tuyển Việt Nam có thêm bàn thắng. Chúng ta đang phải đối diện với một cuộc cạnh tranh quyết liệt với các đội bóng khác để giành 4 vị trí thứ 3 xuất sắc nhất. Chính xác đường truyền dành cho Phan Văn, đường truyền dành cho Tiến Linh. Trọng Hoàng không được, một tình huống không thật hiểu ý nhau giữa Trọng Hoàng và Công Phượng. Và đây là một tình huống mà chúng ta sẽ cần phải để ý khi mà đối phương đã chuyển trạng thái từ phòng thủ sang phản công rất nhanh. Khi mà Yemen có xu hướng dâng cao hơn và muốn tăng cường hơn cho chất lượng trên hàng tấn công thì hàng thủ đã bắt đầu xuất hiện những khoảng trống. Và đó là lúc mà huấn luyện viên Park Hang-seo nhận thấy những thời cơ để tung Tiến Linh vào sân. Những khoảng trống dành cho đội tuyển Việt Nam ở trong hiệp 2 này rõ rệt hơn rất nhiều so với những khoảng trống mà chúng ta có trong hiệp 1. Một cơ hội dành cho Phan Văn Đức. Những khoảng trống đã xuất hiện và những đường truyền vào khe giữa các cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Yemen từ phía các cầu thủ chúng ta đã xuất hiện nhiều. Đó là một tình huống va chạm vào bóng được ăn cả ngã về không của số 19 bên phía đội tuyển Yemen. Đúng là như vậy vì nó rất có thể dẫn tới những quả penalty. Trung vệ Ham San không thể tiếp tục thi đấu và đã có sự thay đổi người. Quả đá phạt của Công Phượng. Người tung vào sân bên phía Yemen là Abu Amay của đội áo số 5. Một trong những cầu thủ tấn công nguy hiểm bậc nhất của ông Kosian vừa thực hiện một pha dứt điểm. Đó là Ansorari. Khi chúng ta cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng thì có nghĩa là khung thành của chúng ta cũng phải đối diện thêm với những thách thức. Đã có hai tình huống mà các đường truyền được chuyển hướng sang bên phía cánh phải theo hướng tấn công của đội tuyển Yemen. Đã có hai tình huống như vậy xuất hiện trong vòng ít phút. Hồng Duy, Đoàn Văn Hậu đang phải làm nhiệm vụ kèm cặp đối phương rất tốt. Hoàn hậu Đoàn Văn Hậu với một tình huống xoài người dũng mãnh trong một thời khắc quan trọng để ngăn cản Al-Matari. Và lại một lần nữa thì hướng tấn công của đội tuyển Yemen ở bên phía cánh phải tỏ ra lợi hại. Chào một trọng dũng ơi.
Cú đánh đầu là của Trọng Hoàng. Không có gì khó khăn. Pha xử lý của Wahid. Ông Kosian và ông Park Hang-seo cùng 60 tuổi. Và cả hai đều đang có những toàn tính rất rõ ràng trong hiệp đấu thứ hai này. Huấn luyện viên Park Hang-seo nổi tiếng trong việc sắp xếp một thế trận phòng ngự và hy vọng rằng những quyết định của ông và sự thực thi của các học trò sẽ có được sự chính xác trong trận đấu quan trọng này. Đoàn Văn Hậu. Phút tập trung của Hùng Dũng trong thời điểm này là hết sức cần thiết để chúng ta không bị mất tuyến giữa. Một quả đá phạt nhanh của đội tuyển Yemen. Có thể thấy rằng đội bàn đang chơi khẩn trương. Cầu Phước, không phải, đó là Tiến Linh. Đoàn Văn Hậu, Hùng Dũng, Quang Hải. Đó rõ ràng là một tình huống phạm lỗi khi mà Công Phượng đã có một tình huống thả bóng tốt để khiến đối thủ rơi vào bẫy. Nguyễn Phong Hồng Duy. Quang Hải đang hoạt động rất rộng. Hồng Dũng. Hồng Duy. Quang Hải. Vẫn là Quang Hải. Một nỗ lực cài người không thành công của Công Phượng. Nếu như những bàn thắng của Quang Hải và phong độ xuất sắc của anh tại giải U23 châu Á là một lần mà Quang Hải chào sân chơi châu lục, thì pha lập công ở trong trận đấu ngày hôm nay của Quang Hải chính là sự khẳng định vững chắc cho vị thế của một cầu thủ đẳng cấp tầm châu lục mà bóng đá Việt Nam đang có được. Nhưng lúc này chúng ta cũng cần tạo nên sự chắc chắn khi mà Amen đang làm tất cả để có bàn thắng. Phạm Văn Đức. Lỗi là của cầu thủ đối phương. Trong những tư thế quay lưng lại với khung thành của đối phương thì cao thủ Yemen luôn áp sát rất nhanh đối với các cầu thủ của chúng ta. Tiến Linh. Hồng Duy rất cố gắng. Tiến Linh. Phạm Văn Đức. Phạm Văn Đức. Phạm Văn Đức đã gỡ. Penalty dành cho đội tuyển Việt Nam. Một chiếc thẻ vàng cũng được rút ra ngay lập tức. Trọng tài Mohamed Al Kaab đã có những quyết định chính xác trong trận đấu ngày hôm nay.
Đúng là như vậy. Và những lần thổi phạt của ông Ahmed Ancap luôn mang đến cho chúng ta những khoảnh khắc khó quên, từ U23 châu Á cho đến Asian Cup. Và hãy cùng chờ đợi cách mà chúng ta kết thúc quả penalty này. Phải nói rằng ông Park Hang-seo đã rất dũng cảm khi quyết định đẩy một đội hình thiên về tấn công, tiến về khung thành đối phương, và thậm chí đã có những thời điểm chấp nhận những rủi ro ở hệ thống phòng ngự. Nhưng lúc này thì thành quả đang có thể đến với chúng ta khi mà phía trước của chúng ta là một quả penalty. Trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải đứng trước bóng ở trong cú đá penalty này. Tôi thấy là Quang Quế Ngọc Hải thậm chí đã bị bầm mắt. Lấy hết sự tập trung. Quang Hải một trận đấu không hề dễ dàng, một thời khắc có rất nhiều sự căng thẳng, nhưng Quế Ngọc Hải đã cực kỳ lạnh lùng để đánh bại thủ môn đối phương. Cặp song Hải đang giang về cho chúng ta lợi thế dẫn bàn. Quang Hải và bây giờ là Quế Ngọc Hải với một sự lạnh lùng xuất sắc. Và cả hai đều đến từ những tình huống cố định. Một nhịp lừa thủ môn đối phương và cái cách mà Quế Ngọc Hải gia tăng cách biệt thực sự là cho thấy cầu thủ mới ngày nào năm 2016 còn khóc sau trận thua trước Indonesia đang trưởng thành và là thủ lĩnh thực sự của đội tuyển Việt Nam. Một động tác hệt như một chú đại bàng tung cánh. Quang Hải đang có một năm hay nhất từ trước đến nay. Và Quế Ngọc Hải cũng vậy.